tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, với diện tích tự nhiên 930,22 km2, dân số trên 1,3 triệu người. Vốn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và văn hiến, là nơi sản sinh ra nhiều tướng lĩnh, anh hùng hào kiệt như Triệu Việt Vương, Triệu Quang Phục, danh tướng Phạm Bạch Hổ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám. Hưng Yên còn là vùng đất có truyền thống hiếu học và khoa bảng, với nhiều người đỗ đạt cao trong thời phong kiến như Hoàng Giáp, Nguyễn Trung Ngạn, tiến sĩ Phạm Công Trứ, Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, đại danh y hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tiến sĩ Chu Mạnh Trinh, giáo sư Dương Quảng Hàm, những nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa như danh họa Tô Ngọc Vân, nhà văn Nguyễn Công Hoan, nhà văn Vũ Trọng Phụng, soạn giả Trèo Nguyễn Đình Nghị, nhà văn Học Phi. Trong các chiến chống Pháp và chống Mỹ, tỉnh Hưng Yên có những chiến sĩ cộng sản kiên trung như Tô Hiệu, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Bùi Thị Cúc. Hưng Yên còn vinh dự là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Vào thế kỷ thứ 16-17, phố Hiến Hưng Yên được biết đến là một thương cảng nổi tiếng và sầm uất ở đàng ngoài, đã đi vào câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Năm 1831, đời vua Minh Mạng thứ 12, tỉnh Hưng Yên được thành lập gồm có hai phủ là phủ Khoái Châu và phủ Tiên Hưng. Năm 1968, tỉnh Hưng Yên và Hải Dương hợp nhất thành tỉnh Hải Hưng. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập với xuất phát điểm thấp là một trong những tỉnh nghèo thuần nông. Tổng thu ngân sách chỉ đạt hơn 90 tỷ đồng, hệ thống thiết chế văn hóa còn thiếu. Tuy có nhiều di tích được xếp hạng nhưng phần nhiều bị xuống cấp, chưa được đầu tư tu bổ, phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở phát triển nhỏ lẻ. Thế nhưng, đến nay, tức hơn 27 năm tái lập tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của toàn dân, tỉnh Hưng Yên quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Tỉnh Hưng Yên là một trong 10 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, thu ngân sách nhà nước lớn nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, xếp hạng quy mô kinh tế GRDP của tỉnh Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 16 trên 63 tỉnh thành, vượt qua cả một số thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế và đổi thay về cơ sở hạ tầng, ngành văn hóa Hưng Yên cũng đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Ngay khi tái lập tỉnh, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm, chú trọng đến lĩnh vực văn hóa. Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 vào tháng 7 năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tỉnh Hưng Yên đã lần lượt ban hành nhiều văn bản nghị quyết để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương như Nghị quyết số 05 ngày 23 tháng 10 năm 1998, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13 ngày 8 tháng 10 năm 2021 về chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết số 18 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 178 thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là những chỉ đạo kịp thời và đồng bộ của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về lĩnh vực văn hóa là động lực để văn hóa Hưng Yên phát triển về mọi mặt, đạt được những thành tựu vượt bậc như hiện nay. Tính đến nay, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức được 270 đợt tuyên truyền bằng pano, biển, bảng, tranh ảnh cổ động, tổ chức hơn 1.000 buổi xe ô tô tuyên truyền lưu động trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ Tết,
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước địa phương, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, đặc biệt là các kỳ đại hội đảng bộ các cấp, các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, lễ kỷ niệm 180 năm, 185 năm, 190 năm ngày thành lập tỉnh, 70 năm, 75 năm, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm, 25 năm ngày tái lập tỉnh Hưng Yên, lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, chương trình nghệ thuật Hưng Yên Đinh Ninh Lời Bác, chương trình nghệ thuật Lời Thề La Tiến, các chương trình nghệ thuật cùng hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới sáng tạo cả về nội dung và hình thức đã trở thành nhịp cầu giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tỉnh Hưng Yên tự hào là địa phương có phong trào xây dựng gia đình văn hóa sớm nhất cả nước, được coi là nơi khởi nguồn phong trào gia đình văn hóa vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20. 6 gia đình ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã cùng tự nguyện giao ước thi đua xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn nền nếp gia phong, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Phong trào trở thành một điển hình thi đua hòa chung cùng làn sóng các cuộc thi đua khác của cả nước lúc bấy giờ. Năm 1982, nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng phong trào gia đình văn hóa, nhân dân xã Ngọc Long vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin Nguyễn Văn Hiếu về thăm và tặng bức chướng mang dòng chữ Ngọc Long, quê hương gia đình văn hóa của cả nước. Từ 6 gia đình văn hóa đầu tiên ở thôn Ngọc Tỉnh, đến năm 1997, cả tỉnh có 115.000 gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 42% tổng số hộ gia đình trên toàn tỉnh. Sau 27 năm, tức năm 2024, toàn tỉnh có 92% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Qua phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nhiều gia đình đã trở thành tấm gương sáng, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Phát huy truyền thống của quê hương văn hóa là cái lôi văn hóa của những năm 60. Lãnh đạo, đảng ủy, ủy ban, rồi hội đồng nhân dân là vẫn thường xuyên lãnh đạo về cái công tác gìn giữ cái phong trào văn hóa. Và người dân thì vẫn giữ được cái nét đẹp truyền thống văn hóa của những cái năm 60 mà xuất phát từ 6 cái hộ gia đình đầu tiên. Phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa được các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, số lượng ngày càng tăng theo từng năm. Hiện nay, toàn tỉnh có 747 trên 832 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa đạt gần 90%. Song song với phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa, tỉnh Hưng Yên còn thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội văn hóa quân dân. 100% số làng, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh xây dựng hương ước, quy ước. Các phong trào này đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống mới và xây dựng nông thôn mới. Từ những năm 2000 thì làng văn hóa Đào Xá đã được công nhận là làng văn hóa. Thế thì từ đó đến nay, nhân dân chung tay đoàn kết cùng giữ vững cái danh hiệu làng văn hóa, tổ chức văn hóa lành mạnh, các nội dung thì phong phú. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đám cưới theo nếp sống mới tiết kiệm, không tổ chức cỗ linh đình, không hút thuốc lá, nhân rộng mô hình cưới tiết kiệm, gọn nhẹ tại nhà văn hóa thôn. Toàn tỉnh có 1.302 đám cưới thực hiện nếp sống văn minh, 602 khu dân cư không sử dụng thuốc lá trong đám cưới. Về việc tang, ngày 28 tháng 2 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 14/2019. Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022, hỗ trợ tiền cho các gia đình thực hiện hỏa táng giai đoạn 2023-2025
tỉnh Hưng Yên tiếp tục có chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng. Chính vì vậy, tỷ lệ người qua đời hỏa táng ngày càng tăng. Các huyện có tỷ lệ hỏa táng cao là Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi, Văn Lâm. Cùng với thực hiện hỏa táng văn minh, tiết kiệm, nhiều địa phương quy hoạch xây dựng nghĩa trang đồng bộ và xóa bỏ hủ tục rườm rà, không làm cỗ mời khách khi tổ chức tang ma. Khi xây dựng nông thôn mới thì tiếp tục là các ban ngành đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân khi người thân qua đời là đem đi hỏa táng để cho nó đảm bảo hợp vệ sinh. Trước năm 2016, hệ thống thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên còn thiếu và yếu, chưa được đầu tư. Phần lớn thiết chế văn hóa cấp tỉnh được cải tạo lại từ những cơ sở cũ hoặc sinh hoạt nhờ tại các công trình văn hóa tín ngưỡng, cho nên chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Quy mô của một số trung tâm văn hóa cấp huyện nhỏ hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp. Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và thể dục thể thao của người dân. Trong 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2019, ngân sách tỉnh Hưng Yên đã đầu tư 123 tỷ đồng, hỗ trợ 123 thôn, tổ dân phố, xây dựng mới nhà văn hóa, các huyện, thị xã trong tỉnh đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho trung tâm văn hóa cấp huyện và hỗ trợ địa phương để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và trang thiết bị nhà văn hóa. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021-2025, các cấp, các ngành và nhiều địa phương đã bố trí nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa, sân chơi thể thao từ cấp thôn đến cấp xã. Đến nay, 8 trên 10 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa, 130 trên 161 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa độc lập, 760 trên 832 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn. Các thiết chế văn hóa thể thao cấp tỉnh như Bảo tàng tỉnh, Nhà hát chèo, Thư viện tỉnh được đầu tư xây dựng mới. Các thiết chế còn lại như Trung tâm văn hóa, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao được cải tạo, nâng cấp từ các công trình cũ, đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn. Hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 1.560 câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ quần chúng ở các địa phương, cơ sở, chủ yếu là gìn giữ và phát triển các loại hình dân ca truyền thống như chèo, chống quân, ca trù, chầu văn. Theo thống kê, tỉnh Hưng Yên có gần 200 chiếu chèo và nhiều câu lạc bộ ca trù và câu lạc bộ chống quân. Công tác truyền dạy cho các thế hệ trẻ được quan tâm với những lớp bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ cơ sở được tổ chức thường xuyên. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh văn nghệ thì phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp ở cả 10 huyện, thị xã, thành phố. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại được nhân dân hưởng ứng và tham gia thường xuyên. Toàn tỉnh có trên 2.000 câu lạc bộ thể thao hoạt động. Hàng năm, từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức hàng trăm giải thể thao, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân. Số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 35,5%, số gia đình thể thao đạt 32%. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đứng thứ 3 cả nước về số lượng di tích cấp quốc gia. Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.803 di tích, trong đó có 3 di tích, cụm di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt là khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thái Lạc, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, di tích quốc gia đặc biệt Đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, 176 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 272 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh. Tỉnh Hưng Yên xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tu bổ
chống xuống cấp cho 105 di tích với tổng số vốn đầu tư trên 75,8 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách tỉnh là 35,8 tỷ đồng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 13 về chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xây dựng Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc tại khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Triển khai quyết định số 744 QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến và các dự án quy hoạch khác, khôi phục đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch, tiếp tục thực hiện đề án đầu tư tu bổ chống xuống cấp di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 với kế hoạch 38 di tích quốc gia, 69 di tích cấp tỉnh được trùng tu với tổng kinh phí 73 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2023, tỉnh đã bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch 178 ngày 23 tháng 11 năm 2021, đầu tư 13 dự án tu bổ tôn tạo di tích với kinh phí gần 85 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách, các địa phương đã tích cực huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư tu bổ di tích, công tác trùng tu được tiến hành bài bản, gìn giữ được nét nguyên bản của di tích, huy động sự vào cuộc của chính quyền, địa phương và nhân dân. Chính quyền địa phương cùng với nhân dân bằng các hoạt động thiết thực gìn giữ và bảo tồn các cái di tích này để nhằm giáo dục các thế hệ con cháu mai sau là biết tôn trọng cái giá trị truyền thống của những cái di tích đó. Trên địa bàn tỉnh đã có 5 điểm du lịch, ngành du lịch đã tổ chức hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch tỉnh Hưng Yên tại Hà Nội. Hàng năm tham gia hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam và xúc tiến quảng bá du lịch tại các tỉnh thành trên cả nước, góp phần đưa du lịch Hưng Yên từng bước phát triển. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút trên 900.000 khách du lịch. Trong tương lai, con đường kết nối di sản chạy dọc sông Hồng được hình thành sẽ kết nối tour du lịch sông Hồng từ thành phố Hà Nội về các điểm du lịch nổi tiếng của Hưng Yên. Bên cạnh đó, đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, đường vành đai 4 sẽ tạo thuận lợi cho các điểm du lịch của tỉnh Hưng Yên kết nối các tour du lịch với thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Trong những năm qua, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh đã tạo đà cho việc phát triển du lịch của tỉnh. Lượng khách và doanh thu từ du lịch đều tăng qua các năm. Hiện nay thì tỉnh đang khai thác hiệu quả một số tuyến du lịch như khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, cụm di tích Đền Đa Hòa, xã Trạch, làng Nôm và chùa Nôm. Tỉnh Hưng Yên triển khai sưu tầm, nghiên cứu toàn diện các giá trị văn hóa phi vật thể của tỉnh, nhất là những di sản tiêu biểu có nguy cơ bị thất truyền. Hiện tỉnh có 567 lễ hội truyền thống, 166 làng nghề thủ công, có 6 di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chủ yếu là lễ hội truyền thống và nghệ thuật hát chống quân. 8 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Toàn tỉnh có 1 nghệ sĩ nhân dân, 3 nghệ sĩ ưu tú, 1 nghệ nhân nhân dân, 34 nghệ nhân ưu tú đã trực tiếp tham gia sáng tạo, lưu giữ, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc tới các địa phương trong tỉnh. Vinh danh nghệ nhân nhân dân thì đấy là một cái niềm tự hào và cũng là một cái trách nhiệm của tôi để tôi có một cái tâm huyết và để có một cái hướng để truyền nhân lại và để gìn giữ lĩnh vực văn hóa di sản phi vật thể là ca trù ạ. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ngày càng phát triển theo hướng kết hợp giữa dân tộc và hiện đại. Mỗi năm, nhà hát chèo Hưng Yên dàn dựng được 2 vở diễn, hàng chục chương trình tiết mục mới, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh với bạn bè trong và ngoài nước. Từ năm 1997 đến nay, nhà hát đã dàn dựng được gần 50 vở diễn, trên 200 chương trình trích đoạn, tiểu phẩm và nhiều chương trình ca múa nhạc. Đã tổ chức biểu diễn trên 1.000 buổi tại nhà hát và các địa phương. Đặc biệt nhiều vở diễn của nhà hát chèo Hưng Yên tham gia hội diễn liên hoan đạt được thành tích cao tiêu biểu tại liên hoan chèo toàn quốc năm 2022. Nhà hát giành được huy chương vàng vở chèo Nguyễn Đình Nghị,
3 cá nhân giành huy chương vàng, 6 cá nhân giành huy chương bạc. Nhà hát trèo Hưng Yên đã có cái sự phát triển rất là mạnh mẽ. Từ ban đầu chỉ có 13 cán bộ viên chức và người lao động, đến nay nhà hát trèo Hưng Yên đã có 70 cán bộ. Hiện nay thì có 2 đoàn chuyên môn hàng năm dàn dựng các cái chương trình ca múa nhạc và các vở diễn đi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và các cái nhiệm vụ khác mà tỉnh và sở giao. Để nâng cao đời sống văn hóa và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên mỗi năm sản xuất từ 10 đến 15 phóng sự về chân dung các văn nghệ sĩ, các nghệ nhân của tỉnh Hưng Yên, 10 đến 15 chương trình ca nhạc thơ, các chương trình dân ca, chèo, chống quân, ca trù, duy trì chương trình lưu giữ hồn quê hàng tháng, góp phần phát triển phong trào văn hóa quần chúng tại cơ sở. Duy trì sản xuất mỗi tuần một số chuyên mục tạp chí văn hóa và đời sống, chương trình khách mời văn nghệ sĩ, chuyên mục gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên, tổ chức game show thắp sáng tài năng dưới nhãn. Trong đó có các phần thi tài năng đã phát hiện những tài năng văn học nghệ thuật là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Chuyên mục đất và người xứ nhãn, tôn vinh vùng đất hiếu học, quảng bá mảnh đất và con người Hưng Yên. Năm 2015, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức liên hoan tiếng hát dân đảng Quang Vinh gồm 2 bảng chuyên nghiệp và không chuyên mở rộng, thu hút được gần 100 ca sĩ khắp các vùng miền trong cả nước tham dự. Tiếp tục năm 2016 và 2018, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức liên hoan chiếu chèo làng tôi và giọng hát chèo chuyên nghiệp mở rộng, gồm các câu lạc bộ chèo, cá nhân yêu thích chèo không chuyên và chuyên nghiệp trên toàn quốc tham dự, gây được tiếng vang lớn, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo trên quê hương xứ Nhãn. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã xây dựng các tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức, đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phân loại chất lượng tổ chức đảng hàng năm. Hiện nay, toàn tỉnh ước có 92% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc xây dựng văn hóa trong kinh tế được điểm mạnh, trong đó quan trọng nhất là văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa kinh doanh đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhất là việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế. Tỉnh đã phát triển thực hiện tốt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được chú trọng, trong đó quan trọng giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục truyền thống lịch sử trong trường học, lồng ghép các nội dung văn hóa, nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy trong trường học. Hầu hết các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung văn hóa lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử địa phương đối với thế hệ trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, trải nghiệm tại bảo tàng di tích. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao cùng cấp tổ chức các lớp dạy ca trù và các lớp chống quân, góp phần bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật truyền thống đối với thế hệ trẻ. Tỉnh Hưng Yên có lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo với trên 200 nghệ sĩ là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đang sinh hoạt ở 9 lĩnh vực khác nhau. Hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật ngày càng đổi mới phương thức hoạt động, đã tập hợp, đăng tải hàng ngàn bài viết, công trình nghiên cứu của các tác giả ở trung ương và địa phương. Nhiều tác giả đạt giải cao tại các cuộc triển lãm, hội diễn khu vực toàn quốc và giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các cuộc thi trong và ngoài tỉnh, trong nước và quốc tế. Từ năm 1997 đến nay, tỉnh đã tổ chức xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật phố hiến 5 năm một lần. Trải qua 5 lần tổ chức, đã có hàng trăm tác giả đạt giải. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu và đề xuất với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người của Hưng Yên phát triển toàn diện với những cái đặc trưng nổi bật
như có tình yêu quê hương đất nước, có tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và ham học hỏi, bảo tồn và phát huy các giá trị của các di sản văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, trong đó đặc biệt chú trọng tập trung phục dựng lại phố Hiến Cổ một thời rất là nổi tiếng với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Bên cạnh đó, tiếp tục bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống vốn rất là đặc sắc và nổi tiếng ở tại Hưng Yên, như là hát ca trù, hát chống quân hay như là hát chèo. Và bên cạnh đó sẽ tích cực và thường xuyên tổ chức các hoạt động về văn hóa nghệ thuật để phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết, chủ trương, quan điểm của Trung ương về công tác văn hóa tại đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của người Hưng Yên. Xây dựng và phát triển văn hóa và con người tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay phải gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, đẩy mạnh công tác phục dựng, bảo tồn, bảo vệ, phát triển và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các giá trị di sản văn hóa, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước, một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở để góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và mức độ thụ hưởng văn hóa của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng làng, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp nhân dân, quyết tâm khơi dậy tình yêu, niềm tự hào quê hương, con người Hưng Yên, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, trở thành động lực, nguồn lực để xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng hưng thịnh, yên bình. Phát huy truyền thống của vùng đất giàu bản sắc văn hóa, văn hiến, cách mạng và anh hùng, trên cơ sở những thành tựu về văn hóa đã đạt được sau 27 năm tái lập tỉnh, tỉnh Hưng Yên tiếp tục coi trọng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển kinh tế bền vững, qua đó tạo đột phá để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế, trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, theo hướng trở thành một đô thị thông minh, xanh, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ. Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng.